Quá đẹp. Giờ đẹp là tốc độ đẹp rồi. Em lấy đi, em lấy bên kia ta. Các bạn nhìn thấy chưa? Quá đẹp. Một số sản phẩm này. Bên trong dùng bộ tản nhiệt trên và dưới. Đấy. Các sản phẩm đã được bọc rất là đẹp. Túi này, sách này, màng bọc này. Đấy. Giày này, bọc giày này. Đấy. Dép này. Nguyên liệu này, bánh này, à. À. Thế lại giày mỏng được cả do túi của các bạn nhá. Máy có rút màng PVC, PVO, có rút bọc sản phẩm, liên hệ điện thoại 0934468222 với ba hàng một bên ra hàng Hàn Quốc. Đây rất nhiều loại máy này nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều.